Năm 2015, Ngọc Trinh có khá nhiều thay đổi trong cuộc sống và công việc. Ngọc Trinh có thể chia sẻ chi tiết thêm về những thay đổi trong năm qua? Thật sự năm 2015 sẽ là một năm rất là đáng nhớ đối với em, vì em đã thực hiện được hai cái ước mơ lớn nhất của mình, đó là mua được một căn nhà như mơ ước và làm một bộ phim về cuộc đời của mình. Năm 2015 là một cái năm mà bội thu về cái nghệ thuật của em. Nhiều hơn nữa là sau khi em đóng hoàn thành xong bộ phim Vòng Em 56 thì cái giá cát xê của em nó tăng gấp bội. Và có thể trong một tuần mà em trúng tới 2-3 show event mà mỗi show như vậy thì em được vài ngàn đô. Và cộng với cái doanh thu về nghệ thuật và doanh thu về cái công việc kinh doanh riêng của em thì em nghĩ là em thừa sức để có thể tự lập được. Trinh từng tuyên bố là không muốn dựa dẫm vào bạn trai của mình và độc lập về tài chính, thì chị giải thích như thế nào? Em cũng không có phủ nhận là trước khi em như vậy thì em cũng có sự hậu thuẫn của bạn trai và em cũng cảm ơn anh ấy, và em chưa bao giờ phủ nhận được cái việc mà ngay từ đầu là có một số vốn của bạn trai giúp đỡ cho mình thì mình mới có được cái nền tảng như vậy. Khi xưa khi mà còn sống trong cái vòng tay của bạn trai á thì Trinh không có dám mơ ước mình sẽ có một căn nhà đẹp như thế này. Thì sau khi anh ấy dẫn dắt mình ra kinh doanh độc lập 2-3 tháng đầu tiên, khi mà chập chững có được số tiền kinh doanh hàng tháng của mình á, thì Trinh đã bắt đầu đã có ước mơ, và Trinh nghĩ là với số tiền hàng tháng bao nhiêu đó thì trong bao nhiêu năm thì sẽ tích góp được bao nhiêu đó tiền để mà thực hiện cái ước mơ của căn nhà của mình. Thì thật ra là Trinh mơ ước là mình sẽ có một cái căn biệt thự trước 30 tuổi. Thì không ngờ là cái công việc kinh doanh của Trinh nó rất là thuận lợi, đã giúp cho Trinh thực hiện được ước mơ trước cả 4 năm. Em là một người thích sống hưởng thụ. Từ nhỏ em cũng đã thiếu thốn rất nhiều rồi. Em tự đặt ra cho mình là làm ra 10, xài 7 còn 3. Trong dịp sinh nhật vừa qua, Trinh từng có lời ước rằng ít bị ghét hơn. Thì vì sao Trinh lại ước điều đó? Những cái năm trước á, thì Trinh không có quan tâm tới cái chuyện mà người ta yêu hay là ghét mình. Bây giờ đã lớn rồi, cái suy nghĩ nó cũng khác. Với là Trinh nghĩ là một con người thì ai cũng có cái cảm xúc, ai cũng có cái tự tôn, cái tự trọng của mình. Và sẽ rất là đau khi mà nghe những cái tiếng chửi đó, những cái điều không có đúng về mình. Nên là Trinh mong rằng là càng ngày sẽ có nhiều người yêu mến Trinh hơn, và Trinh muốn khẳng định được mình. Trong năm 2016, hình ảnh Ngọc Trinh sẽ là như thế nào? Nghĩ là sẽ vẫn là một Ngọc Trinh sẽ rất là hot và sẽ gần gũi với khán giả hơn qua bộ phim Vòng Em 56. Em nghĩ là sau phim bộ phim Vòng Em 56, nếu mà được sự đón nhận của mọi người thì em nghĩ là em sẽ đi theo con đường nghiệp diễn của mình. Back it up and you drop it down low. When you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I'm spending it all. When I throw it up. Start twerking like Miley. Go. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Trinh có nghĩ đến dự định kết hôn và sinh con trong năm mới hay không? Đến một độ tuổi nhất định thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn và sinh con. Thì cái đó là cái thiên chức của người phụ nữ, và Trinh cũng vậy. Và Trinh nghĩ là khoảng 2 năm nữa thì Trinh sẽ thực hiện cái ước muốn này của mình. Vì năm nay Trinh cũng đã 26 tuổi rồi. Vậy thì cái kế hoạch của Trinh có được chia sẻ với bạn trai của mình hay không? Và anh ấy đã bày tỏ với Trinh như thế nào? Việc chia sẻ với bạn trai thì Trinh cũng chia sẻ rồi. Nhưng mà anh ấy phản ứng và bày tỏ thì hình như là anh ấy không có động thái gì, nên là đó chỉ là ước mơ của riêng Trinh thôi. Tại vì anh ấy cũng đã lớn tuổi rồi, anh ấy cũng gần 50 rồi, ảnh im lặng và suy nghĩ, nên là Trinh thấy ảnh như vậy thì Trinh cũng không có bày tỏ thêm nữa. Hơi buồn thì cũng có, nhưng mà Trinh cũng hiểu được là ảnh cũng lớn rồi. Ảnh lớn rồi nhưng là ảnh cũng có những cái nỗi niềm riêng, nhưng mà mình cũng không thể nào mà ép buộc người ta hay là nói nhiều quá về cái vấn đề mà người ta không có muốn đề cập đến.
nghĩ là mình sẽ không có đề cập tới những cái vấn đề mà làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà Trinh hiểu được tại sao anh ấy lại im lặng. Chứ không phải sự im lặng đó là câu trả lời không thể thực hiện được. Nhưng mà đó là một cái sự suy nghĩ của người đàn ông thôi. Trinh muốn gắn bó lâu dài với người đàn ông này. Trinh nghĩ là mình còn hy vọng. Đến năm mà 28 tuổi mà anh không có ngỏ lời thì mình sẽ ra đi hay gì đó. Nhưng mà biết đâu được tới năm đó là có những cái biến cố gì đó mà Trinh cũng khó nói được lắm. Nói chung là một cuộc tình lâu năm rồi thì mình khó thể nào mà mình biết được. Tại vì Trinh khó yêu ai lắm. Cái tình cảm này nó rất là sâu rồi nên là... Điều gì ở người đàn ông của mình làm cho Ngọc Trinh vẫn tiếp tục chờ đợi và hy vọng cái sự chắc chắn ở anh? Trinh yêu nhất đó là trách nhiệm. Trinh rất là yêu cái tính cách đó của ảnh. Và Trinh nghĩ là chắc cũng do là tình yêu trong Trinh quá lớn. Thật ra mọi người nhìn vào thì cứ nghĩ là Trinh giỏi cái này như thế nào. Trinh thật sự Trinh chỉ giỏi kiếm tiền thôi. Từ trước tới bây giờ là từ những cái chi tiết nhỏ nhặt nhất như là ăn hàng ngày hay là trái cây hay là bất cứ giấy tờ gì hay là xe hay là nhà hay là bất kỳ cái gì thì cũng là một tay nó lo lắng cho Trinh hết. Đó là một cái điều mà Trinh nghĩ là khó mà để Trinh sống khỏi cái vòng tay của ảnh. Tuổi thanh xuân của người con gái nó cũng không có quá dài. Trinh nghĩ là mình tới năm 28 tuổi mà mình không có đạt được cái mong ước của mình thì sẽ có những cái thay đổi. Thật sự hiện tại thì cái quyền quyết định là thuộc về ảnh, thuộc về người bạn trai của em. Nhưng mà về cái chuyện mà chờ đợi quá lâu mà không đạt được cái mong ước của mình thì đến lúc đó thì chuyện gì xảy ra thì Trinh không có nói trước được. Trinh không có nói trước, biết đâu đến lúc đó thì Trinh sẽ có những cái kế hoạch khác hoặc là có những cái suy nghĩ khác và không suy nghĩ giống như bây giờ nữa. Ba mẹ mình muốn mình lấy chồng là muốn mình năm sau là lấy chồng rồi. Ở dưới quê mà ở cái tuổi 26, 27 tuổi mà chưa có chồng, chưa có con thì cũng được gọi là ế rồi. Nhưng mà ba mẹ cũng để cho mình quyền tự quyết định cái cuộc sống hôn nhân của mình.